Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những video siêu chất lượng từ tác phẩm Chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực của Hai Đê Tông. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những nhân vật thú vị trong series học đường nổi tiếng này. Cũng như nhiều video trước, nhân vật chính lần này cũng là một người nổi bật và có khá nhiều đất diễn. Vâng, và đó không ai khác ngoài Nagumo Miyabi, một học sinh năm 3 với khát vọng đi tìm những đối thủ xứng tầm để chinh phục. Lưu ý video có spoil cốt truyện trong light novel rất nhiều là đáng khác, thế nên mong các bạn cân nhắc trước khi xem nhé. Còn giờ thì dai dòng làm gì mà không vào chủ đề chính ngay thôi nào. Nagumo Miyabi là học sinh năm 3 của trường cao trung nâng cao. Nagumo chính là ví dụ điển hình về ngoại hình sát gái. Cao 1m78, làn da trắng hồng, tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh trong veo như bầu trời. Thần Cupid Karu Irawakei đã từng công nhận về vẻ ngoài xuất sắc của Nagumo, nhưng theo cô hắn vẫn thua một người. Tất nhiên là người này không ai khác ngoài anh men Kiyotaka của chúng ta. Nagumo không chỉ được cái mác, hắn ta chính là hội trưởng hội học sinh tại chức, người kế nhiệm của anh trai Horikita Tsuyune, Horikita Manabu. Tất nhiên chuyện này sẽ được nói ở một video khác. Về tính cách, có thể nói Nagumo là người phù hợp với mô tả miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Nghĩa là nhìn bề ngoài và cách xử sự hết sức hòa nhã, thân thiện, nhưng thực chất lại là người cực kỳ nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ những người chống đối. Cũng chính vì vậy mà sau vụ 7 trên 12 học sinh năm 2 bị đuổi học thì hội trưởng lúc bấy giờ là anh Manabu đã ngay lập tức nghi ngờ có sự nhúng tay của Nagumo. Ngoài ra hắn còn có tính khá là nhây khi luôn thách thức Manabu, người được hắn ta cho là đối thủ xứng tầm với bản thân. Sau này, kể cả khi Manabu tốt nghiệp, Nagumo vẫn khá quan tâm em gái của anh là Horikita Tsuyune. Thông qua lời kể của cựu đàn em của anh Manabu là Kiriyama Ikuto, người ta phải choáng váng khi biết Nagumo là người đã thống nhất toàn bộ cả khối của hắn và cho phép những người có tài cũng như khả năng kết bạn vượt qua khỏi phạm vi lớp lên lớp A. Có thể nói Nagumo chính là ông vua của khối. Thậm chí nếu một học sinh không vừa ý Nagumo thì dù người này có năng lực đến đâu cũng sẽ không được lên lớp A, ít nhất là trong khoảng thời gian vẫn còn Nagumo ở đây. Hiện tại chúng ta biết được rằng ban đầu Nagumo chỉ là một học sinh của lớp B, nhưng hiện đã leo lên được lớp A, thậm chí là lên đầu chuỗi thức ăn. Có lẽ Nagumo có được vị trí như hôm nay là nhờ sử dụng chiến thuật củ cà rốt và cây gậy, nghĩa là Nagumo sẽ đưa ra một phần thưởng gì đó cho người làm theo, còn nếu không theo thì sẽ chịu phạt. Thực tế đây chính là cách nước Mỹ xử lý vấn đề hạt nhân ở Iran. Đến đây thì có lẽ một số bạn thắc mắc tại sao một kẻ độc tài như Nagumo lại có thể tồn tại mà không có bất kỳ ai đứng lên để chống lại hay lật đổ. Thật ra là không phải là họ không muốn mà là họ không thể. Mấu chốt của vấn đề chính là cơ chế mà Nagumo đã áp đặt lên toàn bộ năm 3. Hắn ta đã đưa toàn bộ năm 3 vào tình trạng phải phụ thuộc vào mình. Dù sao thì Nagumo cũng từng là hội phó hội học sinh và hiện là tân hội trưởng nên tiếng nói của hắn không phải là nhỏ. Thứ hai, chính sách trao đi củ cà rốt và cây gậy tác động đến rất nhiều người, nhóm đối tượng. Thế nên những ai nổi loạn, chống phá sẽ động chạm đến củ cà rốt của người khác, chưa kể đến việc ăn gậy từ Nagumo. Và cuối cùng là những lời đề nghị mà Nagumo đưa ra đều rất hấp dẫn. Những học sinh không nhận thấy được ẩn ý đằng sau thì đương nhiên là nhiệt thành đón nhận. Mà kể cả có nhận ra cũng không ích gì, bởi nếu từ chối người đó sẽ nhận hậu quả sống không bằng chết. Kiriyama Ikuto, người hiện đang làm hội phó hội học sinh và là fan hâm mộ nhiệt tình của Manabu, cũng tham gia vào phong trào phản đối Nagumo. Nhưng kết quả thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Ikuto không thể làm gì bởi chính sách của Nagumo đã trở thành một luật lệ hiển nhiên đối với hầu hết học sinh. Cuối cùng, Ikuto chỉ đành rủa thầm và dựa hơi vào Kiyotaka, người được Manabu tin tưởng để chống lại Nagumo. Nagumo còn cho thấy bản tính cáo già của mình trong kỳ thi đặc biệt ở volume 8 năm nhất. Trước khi thi đấu, Nagumo và Manabu đã thỏa thuận với nhau là không được ảnh hưởng tới bên thứ ba. Tuy nhiên, khi Nagumo thua cuộc, hắn ta đã kích hoạt chiếc bẫy hoàn hảo. Kết quả là Tachibana Akane, thư ký của hội học sinh lúc bấy giờ và là cánh tay trái đắc lực của Manabu, bị đuổi học. Đương nhiên Manabu không thể đưa mắt, nhìn người ta lật cánh tay trái của mình. Thế là lớp của anh đã phải bỏ ra 20 triệu điểm cá nhân để cứu Tachibana. Với những học sinh năm cuối sắp ra trường, đó là một thiệt hại không đến mức là quá nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ gì cho Cam. Một điều thú vị là Kiyotaka đã nhìn thấu tiểu xảo của Nagumo, nhưng cậu không can thiệp gì cả.
Điều này hứa hẹn trận đấu căng não giữa Nagumo và Kyotaka cũng rất đáng xem đấy chứ. Để xem mèo nào cắn mèo nào. Quay trở lại với nội dung chính, Nagumo còn biết đến là một người thích tận hưởng cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Nói vậy không có nghĩa là Nagumo là kiểu người yêu em anh để trong lòng, yêu thêm em nữa, đề phòng rủi ro. Vì Nagumo chỉ yêu bản thân mình và hắn chỉ muốn được người khác công nhận, phụ nữ với Nagumo chỉ là thứ đồ trang trí. Nagumo rất hứng thú với những người đẹp như là Ichinose Honami hay Asahina Najina và luôn quyến rũ họ mỗi khi có cơ hội. Tên này cố tình gọi họ bằng tên thay vì họ. Cho bạn nào không biết thì ở Nhật chỉ có gia đình hoặc bạn bè thân thiết hay người yêu mới gọi bằng tên riêng thôi, còn lại là dùng họ hết. Nagumo cũng tranh thủ tương tác vật lý chút với hai cô nàng. Công bằng mà nói thì gu của Nagumo giống với phần đông anh em lắm, mắt mũi xinh xắn, tâm hồn thì to tròn. Nhưng như đã nói ở trên thì Nagumo xem phụ nữ chỉ như một món trang sức vậy, thậm chí tên này còn có dấu hiệu xem thường là khác. Đúng là lý do Nagumo ngỏ lời mời Asahina và Ichinose vào hội vì ngoại hình là chính. Nhưng còn một lý do khác chính là hai cô nàng này vốn luôn ngưỡng mộ và tung hô hán trong quá khứ. Nhưng sau cùng lại bắt đầu chuyển sang Ayanokoji. Với một người ái kỷ như Nagumo thì đây là điều không thể chấp nhận. Với Nagumo, Asahina và Ichinose là tài sản của mình và họ phải xem hắn là người đàn ông hoàn hảo nhất, men nhất chứ không được dành sự chú ý cho bất kỳ thằng con trai nào khác. Chính vì thế hắn mới ra kèo hẹn hò ở volume 10. Ichinose từng có cái nhìn tích cực với Nagumo khi biết hắn ta từng là học sinh lớp B và đã cố gắng leo lên được vị trí hội trưởng hội học sinh, cũng là mục tiêu hiện tại của cô. Đặc biệt là khi hắn đồng ý cho cô vào hội học sinh. Tuy nhiên càng ở gần Nagumo, Ichinose lại càng nhận ra tên này có rất nhiều vấn đề trong tính cách và tư tưởng hắn khác hoàn toàn với cô. Tất nhiên là mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bằng mặt mà không bằng lòng. Trước đây, Ichinose từng tìm đến Nagumo để vay 4.043.019 điểm cá nhân nhằm cứu bạn mình khỏi bị đuổi học ở kỳ thi Class 4. Cao thủ không bằng tranh thủ. Nagumo đồng ý với điều kiện là Ichinose phải hẹn hò với hắn. Dù trong lòng cảm thấy rất sai khi hẹn hò với người mình không thích, nhưng vì lớp nên cô đành đồng ý. Và nếu không có Kyotaka can thiệp thì Ichinose có lẽ đã thật sự là hoa có chủ. Quay trở lại với thỏa thuận giữa Nagumo và Ichinose, điều kiện của Nagumo không chỉ là yêu cầu Ichinose trở thành bạn gái mình. Nếu đáp ứng được, hắn sẽ cho Ichinose vay điểm với lãi suất 0%. Tất nhiên màn chốt đơn này chẳng đem lại lợi ích gì cho Nagumo mà còn vô tình nhường vai diễn hoàng tử giải cứu công chúa cho Kyotaka, giúp Ichinose càng có cảm tình với anh mê hơn. Sau này vì muốn kiểm soát Ichinose và giáng đòn đau lên Kyotaka nên Nagumo đã chen ngang vào cuộc gặp riêng của anh Men và Ichinose. Hắn ta không quên nhấn mạnh rằng Kay là bạn gái của Kyotaka khiến Ichinose bị tổn thương. Qua sự việc này, Kyotaka phải công nhận Nagumo là địch thủ phiền toái nhất cậu từng đối mặt. Tuy không đến mức như Koenji nhưng Nagumo rất yêu bản thân. Tất nhiên tên này còn muốn chứng minh bản thân là duy ngã độc tôn. Không thì hắn sẽ không tự nhiên quậy cả cái hệ thống của trường đâu. Ngay cái OAA như hack của hắn thôi cũng đủ để thấy rồi. Nagumo coi những người xung quanh là đồ chơi để mà đùa nghịch hoặc là sai bảo tùy ý. Còn những người tên này cho là thú vị thì hoặc hắn sẽ bỏ qua kẻ đó hoặc sẽ coi họ là đối thủ và tìm mọi cách để đánh bại. Đó là điều các ông nghĩ đúng không? Thật ra Nagumo không cần đối thủ vì trong thâm tâm hắn luôn cho rằng mình là nhất. Cái hắn cần là sự công nhận. Với Nagumo thì hắn là kiểu dưới một người là Manabu mà trên vạn người, không ai xứng đáng để hắn để vào mắt. Thật sự thì mình không biết trong quá khứ Nagumo đã làm gì khiến Manabu phật lòng mà đến tận khi ra trường vẫn có vẻ không thừa nhận hoàn toàn thằng em cô hai này. Chi tiết về chuyện này thì mình xin hẹn mọi người ở một video khác nhé. Về cơ bản, đó là lý do ban đầu Nagumo nhắm vào Ayanokoji, người hiếm hoi được Manabu xem trọng. Hắn chỉ đơn giản là muốn chứng minh Horikita Senpai đã sai. Và xui xẻo thay điều đó cũng là một phần lý do kéo Ichinose vào chuyện này. Các bạn có thể xem lại video giới thiệu về Ichinose để biết thêm chi tiết nhé. Nói ngắn gọn là Nagumo đã chia sẻ quá khứ của Ichinose với Sakayanagi Arisu và để mặc cô thích làm gì với thông tin này. Hơi may một chút là tên này còn biết thương hoa tiếc ngọc nên mới cảnh cáo Arisu đừng làm mấy trò gì quá đáng trong thí nghiệm test niềm tin của mọi người, đặc biệt là lớp của Ichinose với thanh nữ của chúng ta. Với những gì mà mình nói nãy giờ thì chắc mọi người cũng thừa hiểu cái đầu của Nagumo chẳng phải dạng vừa đâu.
Điều này được chứng minh thông qua chỉ số đánh giá năng lực OAA của Nagumo, cụ thể như sau. Học lực A 86-95, khả năng thích ứng A cộng 96-100, khả năng thể chất A 86-95, đóng góp cho cộng đồng A cộng 96-100, tổng điểm A 90,2-97,1. Bằng điểm gần như là hoàn hảo như thế này thì người ngoài nhìn vào chỉ có mắt chữ A, mồm chữ O mà thôi. Tuy không thể đánh giá toàn diện một người chỉ bằng những thông số này, nhưng nó cũng nói lên rằng vị trí hội trưởng hội học sinh quyền lực quả là xứng đáng với Nagumo. Ừ thì hắn là người tạo ra cái này mà, nên chỉ số gần như mắc là chuyện bình thường. Tuy nhiên dù không nói ra nhưng với Nagumo, ngày nào những người như Koenji, Rokusuke, Kiryuin Fuka và Ayanokoji Kiyotaka còn tồn tại ở ngôi trường này thì hắn sẽ vẫn nghi ngờ khả năng của bản thân. Lúc đó đống chỉ số hack của hắn là thứ vô giá trị, lý tưởng mà hắn theo đuổi cũng sẽ không bao giờ được công nhận. Hiện tại Nagumo vẫn chưa có nhiều đất diễn như các nhân vật chủ chốt khác, nhưng chỉ với những màn comeback ngắn ngủi ở trại huấn luyện hỗn hợp và kỳ thi đảo hoang vào năm 2 thì người xem cũng kịp chứng kiến cách Nagumo tận dụng tài năng của mình. Tại trại huấn luyện tổng hợp thì như đã nói ở trên, Nagumo đã thiết lập một cạm bẫy hoàn hảo. Tuy chịu khuất phục trước Manabu về mặt lý thuyết, nhưng lại có thể đuổi học một trợ thủ đắc lực của cựu hội trưởng. Điều hay hơn, sau khi mọi sự vỡ lẽ, chỉ có vài người có thể phần nào nhìn ra được cái bẫy này. Còn ở kỳ thi đảo hoang năm 2, ngoài khả năng thể chất, ta còn được chứng kiến biệt tài điều binh khiển tướng của Nagumo. Bằng việc thống nhất được cả khối 3, Nagumo có mọi thứ mình cần, từ những thẻ bài chức năng để hỗ trợ, nguồn điểm cá nhân nhiều vô kể, cho đến nhân lực. Tất cả đều nhằm mục đích nắm giữ 3 vị trí top đầu để độc chiếm những điểm thưởng lớp và điểm cá nhân. Nagumo cũng đã chuẩn bị những kế hoạch vô cùng hoàn hảo, thậm chí việc Koenji đang xếp hạng 2 sát sao cũng nằm trong những dự tính của tân hội trưởng vì hắn đã sắp xếp cả biện pháp bảo hiểm là cử thuộc hạ đi để kìm chân và bao vây cậu. Nhưng cái Nagumo muốn không chỉ là chiến thắng mà phải là chiến thắng thật ngoạn mục. Thế nên Nagumo đã giữ điểm để rồi khúc cuối thu một lượng điểm lớn và vượt xa người xếp thứ hai. Có lẽ điều sai lầm duy nhất ở đây là Nagumo tự mình tìm đến Kiyotaka ngay ngày cuối cùng của kỳ thi đảo hoang chỉ để buông lời thách đấu lần tới. Trong lúc main của chúng ta đang rất đau đầu vì Tsukishiro, kết quả là Nagumo bị đấm ngất ngay tại chỗ. Nếu là Kiyotaka của bình thường thì cậu sẽ sẵn lòng nghe Nagumo tuôn hết một tràng, nhưng mà giờ anh nhà đang vội nên là... Cút ra ngoài! Nagumo không ngờ thằng đàn em nằm dưới dám động thủ và đánh ngất mình. Chính vì đầu não của cả chiến dịch không còn nên kế hoạch Nagumo cũng sụp đổ ở bước cuối, dẫn tới việc Koenji cướp lấy top 1 và 20 học sinh năm 3 bị đuổi học khi kỳ thi ở đảo hoang kết thúc. Về cơ bản thì Nagumo xem đó là nhục và ngay lập tức trong volume 5 hắn phải xả ngay một câu. Anh cũng chẳng muốn lãng phí thời gian với cậu nữa. Chỉ cần cậu thắng anh một lần trong hội thao lần này, anh đảm bảo cậu sẽ không gặp thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Nhằm muốn giải quyết mọi thứ ngay lập tức, còn kết quả ra sao thì biết rồi đấy. Tóm lại, tương lai sắp tới sẽ biến động lắm đây. Đương nhiên là Hanetto, chúng mình sẽ ở đây để phân tích những biến động này cho các bạn. Đến đây thì video giới thiệu về tân hội trưởng hội học sinh Nagumo Miyabi cũng đã hết. Nhưng đây chưa phải là kết thúc đâu mọi người ơi. Sắp tới tụi mình sẽ ra những video phân tích về những làn gió mới mà Nagumo đã đem đến cho ngôi trường dưới thời của hắn, hay hành trình đi tìm đối thủ xứng tầm của tân hội trưởng hội học sinh. Nếu các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào dịp sau. Nhưng đừng quên cho tụi mình một like và một subscribe nào. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Chuyên mục quảng cáo bán hàng đú chen lớp học đề cao thực lực season 2 xin phép được bắt đầu. Để phục vụ anh em fan COTE, HD Tộc Shop tiếp tục ra mắt sản phẩm móc chìa khóa 4 nhân vật nữ siêu siêu hot với 9 mẫu khác nhau, chất liệu mica ép hai mặt bền bỉ với thời gian, không sợ bay màu, không sợ lột tấm dán. Anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay ủng hộ nhé. Mỗi đơn hàng của các bạn là sự ủng hộ rất lớn cho HD Tộc về mặt tinh thần và tài chính để tiếp tục ra video hay đều đặn cho anh em mỗi ngày. Nhưng anh em hãy mua hàng khi thực sự có nhu cầu nha, chứ đừng mua chỉ vì ủng hộ team. Cảm ơn anh em.